Sau đây mình xin đập hộp cũng như là giới thiệu review cho các bạn về cái em máy chiếu HD projector này. Đây, mọi người có thể nhìn thấy bề ngoài cái hộp của nó. Đây là hộp của nó. Projector. Những thông số cơ bản HD, màu sắc, góc, âm thanh. Âm thanh của nó là 5W, điều khiển remote, có thể gắn được qua chân máy. Mình sẽ đi vào bên trong. Thì chúng ta sẽ mở ra và chúng ta sẽ có gì trong này. Đầu tiên sẽ là một cái cáp HDMI. HDMI là cái đầu mà hầu hết những cái laptop bây giờ đều dùng để xuất HD ra. Ngoài ra thì những cái đầu như đầu cao cộng, TV box thì đều dùng cổng HDMI. Nó có khả năng hai cục chống nhiễu và cáp được bọc dù cực kỳ chắc chắn. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có một bộ phụ kiện, một sách hướng dẫn, một chiếc điều khiển nữa, một chiếc điều khiển nhỏ thôi, sử dụng pin 3A, một cáp AV dành cho những cái máy mà vẫn sử dụng cổng AV như là một số máy quay phim thời xưa, máy ảnh thời xưa vẫn dùng. Ngoài ra thì ta có thêm một bộ nguồn, đây là đầu ra của nó là 12V. Đấy. Máy thì được bọc rất là cẩn thận, mọi người nhìn thấy nhá, chiếc máy được bọc rất là cẩn thận, một lớp chống sốc này, rất thoải mái, rất cẩn thận. Mở bên trong ra thì chúng ta sẽ có em máy. Đây, thơm quá, rất thơm. Đây là ống kính của nó, thấu kính projector của nó đây. Và chúng ta sẽ có các cổng đầy đủ ở đây, sẽ có HDMI đầy đủ, cổng VGA, cổng cắm nguồn. Ngoài ra có thêm hai cổng USB để chúng ta có thể cho phim trực tiếp vào đây. Cổng xuất âm thanh. Đấy, đây, đây là cổng xuất âm thanh. Đấy, cổng kết nối của nó đầy đủ từ VGA cho đến HDMI. Ngoài ra thì nó có thêm cái hỗ trợ là lắp chân máy. Đấy, tí nữa mình sẽ cho anh em xem về cái chân máy. Chân máy này thì rất là phổ thông thôi, và bên mình sẽ có bán kèm cho anh em lắp chân máy cố định lên. Và có một cái này nữa để kiểu như là nâng lên nâng xuống. Đấy. Rồi. Đấy là sơ qua về cái máy này. Đây là mình xin hướng dẫn cách kết nối cái máy này, sử dụng máy này. Thì chúng ta cần chuẩn bị là một cái nguồn phát video. Như tôi đang có đây là một chiếc laptop có cổng HDMI. Và đầu tiên thì chúng ta sẽ cắm như sau, cắm nguồn vào lỗ nguồn máy. Đây. Sau đấy để cắm cái đầu còn lại này vào ổ điện. Tiếp theo thì chúng ta sẽ lấy cái cáp HDMI tặng kèm. Chúng ta cắm một đầu vào trong máy chiếu, đầu còn lại cắm vào nguồn phát. Đây là cái máy tính nào, cắm vào máy tính. Ok, nó đơn giản thế thôi ạ, thế thôi. Sau đấy thì chúng ta có thêm là cái điều khiển nữa, thì chúng ta sẽ lắp pin vào điều khiển. Đây, lắp pin là 3A vào được vào cái điều khiển này. Ok, xong cái việc cắm dây. Nó rất đơn giản anh em, chả có gì nữa. Với anh em nào mà dùng chân máy để chiếu thì đây là cách lắp chân máy. Đầu tiên chúng ta vặn con vít vào trong máy. Đấy. Có cái lỗ vặn vít đấy, vặn vào đằng sau này. Vặn chặt vào. Rồi. Sau khi mà vặn chặt thì chúng ta sẽ đặt lên cái chân máy. Đấy, đặt lên chân máy. Rồi ok. Sau khi đặt lên thì anh em thấy đấy, chân máy này có thể xoay 360 độ lên xuống. Đấy, trái phải đi ạ, trái phải đi ạ. Đấy. Rồi. Vâng, như anh em có thể thấy thì đây là cái không gian tại gia mình sau khi đã set xong. Đây là cái ghế sofa. Đấy, đây là máy đằng sau. Thì anh em có thể dùng bàn hoặc dùng chân máy thoải mái. Và đây là sau khi chiếu lên màn. Đấy. Tôi sẽ để cho anh em hình dung được.